Vâng, xin chào bác, chào mừng các bác em đã quay trở lại với kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương. Và ngày hôm nay thì bên em đi rất nhiều đơn hàng, đặc biệt là dòng Mixua UR18S. Em cảm ơn các bác những khách hàng đã quan tâm và ủng hộ bên cả anh em với trang thiết bị âm thanh điện tử. Và ngày hôm nay thì bên em đi rất nhiều dòng Mixua đây. Em xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả anh em đã tin tưởng và ủng hộ cửa hàng em với dòng Mixua UR18S các bác nhá. Và hàng bên em gửi đi cho anh em khách hàng bọc hàng rất là cẩn thận, thêm một lớp bìa cắt tông bên ngoài nữa để phục vụ các bác và anh em khi chúng ta nhận hàng được phép mở ra và kiểm tra nhá. Và hàng bên em cam kết hàng chuẩn loại 1 để các bác bé có thể lựa chọn ngay với không gian gia đình. Chúng ta muốn nâng cấp với sự kiện, hãy sử dụng cho em Sua UR18S. Và bên em đã để luôn mức giá khuyến mại đặc biệt nhất rồi, nằm ngay góc tay trái của hàng, cũng như là ngay phần tiêu đề để các bác bé em có thể là lựa chọn ngay dòng mic Sua UR18S này, một trong những phiên bản cực kỳ hay cho anh em làm gia đình, làm sự kiện đều rất là ổn áp nhá. Và đây, hình thức của Sua UR18S đây. Hôm nay bên em lại phải về thêm hàng các bác ạ. Bởi vì phiên bản này bên em đang quá là cháy hàng rồi. Anh em đặt hàng rất là nhiều Sua UR18S, hàng chuẩn loại 1 cho các bác và anh em lựa chọn. Với hộp hình thức rất là to này, hai ngăn chia đều cho một ngăn sẽ là phần tay mic và một ngăn sẽ là bộ đồ thu anh em nhé. Chúng ta mở hàng ra kiểm tra cho em các linh kiện đi kèm của Sua UR18S. Sẽ bao gồm một là bộ đồ thu này các bác ơi. Sua UR18S sẽ là phiên bản màu đen cho anh em nhé. Đầy đủ tính năng như là set lại tần số này, khóa mắt IR này. Anh em có thể sử dụng thêm các tính năng để chúng ta chuyển các cái tần số sóng sạch tốt nhất để các bác và em khi chúng ta sử dụng nhé. Và việc ở mặt sau đây các bác ơi, Sua UR18S có sử dụng là 4 dâu anten, có kem PC bát của nhà máy này. Hàng nguyên ni lông cho các bác anh em nhé, để chúng ta mở ra chúng ta kiểm tra. Bên em cũng sẽ thử trước và set up tất cả tính năng trước để khi bác và em nhận hàng về, chúng ta cứ thế ghép vào format gia đình là chúng ta chơi thôi. Rất đơn giản. Đây các linh kiện của Sua UR18S khi bác và em nhận hàng đây. Có đầy đủ này, tay mic này, phiên bản màu đen cho anh em này. Cái phần tay mic này rất là đẹp nhá. Và độ lặng ổn định này, khi chúng ta cầm lên chúng ta sẽ thấy ngay, đó là độ lặng ổn định. Đế mic dài, tay mic đầm nắm thoải mái, khi bác và em lên tông giọng thì chúng ta sẽ thấy tự tin hơn này. Thêm nữa là có 4 dâu anten các bác nhé. Và đầy đủ các linh kiện như là giá chống lăn này, dây jack cắm nguồn này, dây 6 ly cho anh em này. Đấy các bác thấy không ạ? Rất nhiều các linh kiện khi chúng ta mua hàng và đặt hàng với Sua UR18S bên em. Và nếu như các bác anh em đang có nhu cầu với một trong những dòng mic chất lượng và giá cực kỳ tốt như thế này, bác liên hệ theo số điện thoại bên em 0979629336, đặt hàng ngay với một trong những mẫu thiết bị âm thanh đặc biệt là dòng mic không dây chất lượng Sua UR18S, và hy vọng sẽ đem đến cho anh em một không gian phóng gia đình chuyên nghiệp nhất với dòng sản phẩm mic bên cửa hàng Tùng Audio. Và xin chúc tất cả anh em nhận hàng ưng ý với bộ sản phẩm mic không dây cao cấp Sua UR18S. Xin chào.